cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 150 km, khu du lịch văn hóa Phương Nam, tọa lạc tại xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Từ cổng chính bước vào, để vào trong đền thờ, du khách sẽ đi trên một chiếc cầu ngói vô cùng đặc sắc. Tên lên cái cầu là cầu ngói Phương Nam, là phía trên là nhà và phía dưới là cầu. Và cái đặc biệt là cái dẫn lối đi vào đền thờ Nam Phương Linh Từ bắc qua một con kênh gạch. Và tất cả những cái cột ở đây đều là bằng gỗ không xe hết. Bên cạnh đó thì cũng nói lên những cái lối kiến trúc ở đây được khắc qua cái bao lam của cây cầu. Thì cây cầu với chiều dài đó là 21,4m và với cái bề ngang đó là 6m. Tổng diện tích khu du lịch khoảng 17 hectare, trong đó gồm 5 hạng mục chính: Nam Phương Linh Từ, Đặng tộc Nam Phương Linh Từ, nhà bảo tàng họ Đặng, nhà bảo tàng Nam Bộ và dãy trường làng bao quanh tượng trưng cho Nam Châu, được ví như khu đại nội kinh thành Huế thu nhỏ giữa lòng Đồng Tháp. Cái dãy trường làng này dài là 675m và được nâng đỡ bởi 240 cột, được làm từ gỗ căm xe nhập từ các nước ASEAN và chủ yếu là của gỗ của Myanmar và Lào. Thì cái dãy trường làng này rất là đặc biệt, đó là tất cả những cái điêu khắc đó là chậm thủ và chậm lộng. Và bên cạnh đó thì cũng hai cái hình ảnh chính được điêu khắc ở đây, đó là theo hình ảnh tứ linh, đó là Long Lăng Nguyên Phụng, quả hai là Tứ Quý, đó là Mai Lan Cúc Trúc. Thì ở đây mà nếu đến những cái thợ đây làm thì cũng là thật là may mắn, là có đến 150 nghệ nhân đến từ cố đô Huế vào trong đây xây dựng. Cái kiến trúc được xây dựng theo nhà vườn truyền thống của Việt Nam, mang đậm dấu ấn của triều đình nhà Nguyễn, nên những cái chú ngoài miền Trung vào trong đây chế tác, cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. Công trình nổi bật nhất của khu du lịch là đền thờ Nam Phương Linh Từ, một công trình được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ, gỗ mới với phong cách nhà rường truyền thống Huế, mang đậm dấu ấn cung đình triều Nguyễn. Ngoài những ngôi nhà kiến trúc cổ, gỗ mới, các mái ngói ở đây cũng được chạm khắc tinh xảo, khiến du khách khi đến đây vô cùng thích thú. Mình cảm thấy là thay vì mình phải đi xa như là Huế hay Hà Nội thì mình có thể ghé thăm một cái tỉnh miền Tây, nhưng mà vẫn có thể nhìn ngắm được các công trình kiến trúc của thời Nguyễn. Mình cảm thấy nó rất là thú vị, và hơn nữa thì mình cũng biết thêm được nhiều cái văn hóa cũng như là ẩm thực, và biết thêm về các vị danh nhân đã khai mở cái vùng đất Phương Nam này. Trong cái dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần sắp tới thì khu du lịch văn hóa Phương Nam mà đang chuẩn bị cái công tác là chỉnh trang lại các cái tiểu cảnh, sửa chữa các cái công viên nước, vườn hoa sân cảnh, xây dựng thêm các cái tiểu cảnh để phục vụ và đón khách tham quan trong dịp Tết Nhâm Dần sắp tới. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì đối với khu du lịch văn hóa Phương Nam thì thực hiện các cái quy định theo cái tiêu chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành. Trong đó là thực hiện tốt cái 5K, đồng thời thì chúng tôi cũng thường xuyên là thông báo ở trên cái đài truyền thanh của khu du lịch cũng như các cái pano office về thực hiện 5K, làm sao là phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo để an toàn du khách đến tham quan. Ngoài việc tham quan chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo, đây còn là nơi chốn bình yên để du khách có thể ghé đến vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.